Yeah.
nhìn lại hiểu và thương. Lắng lòng nghe, lắng lòng nghe, tiếng chuông huyền diệu Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 14 tháng 11 năm 2010. Chúng ta đang ở tại chùa Hải Đức, thành phố Regina. Hôm nay quý vị có khỏe không? Khỏe. Are you fine? You okay? Kính thưa đại chúng, hôm nay chúng ta có mặt để cùng nhau tưởng niệm lễ rằm tháng 10 mà nhân gian Việt Nam chúng ta thường gọi là lễ Hạ Nguyên. Thì một năm chúng ta có ba cái lễ lớn, chúng ta gọi là Tam Nguyên. Thượng Nguyên là rằm tháng Giêng, Trung Nguyên là rằm tháng 7, Hạ Nguyên rằm tháng 10. Chữ Nguyên á, là một chu kỳ, có khi người ta gọi là Nguyên, Hạ Nguyên hay là Thượng Nguyên, Nguyên hay Nguyên cũng được. Thì cái chữ Nguyên đây là một chu kỳ. Lý do mà chúng ta kỷ niệm ba ngày rằm này, ngồi đây có đủ Tam Nguyên. À, có những em còn rất trẻ đang thượng nguyên, cỡ Pháp Hòa là trung nguyên. Quý vị nào 50-60 trở xuống bắt đầu tóc bắt đầu bạc, da bắt đầu nhăn, răng bắt đầu yếu, chân bắt đầu lung lay, thì bắt đầu quý vị đang downhill là hạ nguyên. Nếu cuộc sống mình một ngày cũng ba thời, tại buổi sáng, buổi trưa và buổi chiều. Một tháng có đầu tháng, giữa tháng và cuối tháng. Một năm có đầu năm, giữa năm và cuối năm. Như vậy cái ý nghĩa chúng ta cúng Hạ Nguyên đó có nghĩa là chúng ta nhắc nhở chúng ta cuộc sống có ba thời kỳ, và dù thời kỳ nào đi nữa thì chúng ta vẫn cầu an. Như ngày hôm qua Pháp Hòa giải thích chữ cầu, cầu là muốn. Mình muốn an thì mình phải làm cho mình an.
Còn mình đi tới chùa mình cầu an mà gia đình mình không bao giờ làm cái gì để nó an thì an không nổi. Phật làm không được, Chúa làm không có được. Cho nên cái chữ cầu an là vậy đó. Cầu là ước muốn, an là bình an. Con ước muốn con bình an thì con phải làm gì? Cầu an là gì? An là yên đó. Chữ an là chữ yên. Yên là gì? Là yên ổn. An là an ổn. Cầu cho thân tâm con được an ổn. Cho nên hồi nãy mình tụng cái bài sám, thấy không? Rồi sau đó mình sướng cái bài nguyện ngày an lành, đêm an lành. Đêm ngày sáu thời thường an lành, tất cả các thời đều an lành, xin nguyện từ bi thường gia hộ. Muốn không? Thích không? Nghe thích quá. Nguyện ngày an lành, đêm an lành. Đó là mình nguyện phải không? Là muốn. Giờ muốn an thì phải làm sao cho mình được an. Chứ còn nói không được. Giống như nói mẹ ơi con thương mẹ quá, mà không làm gì cho mẹ vui hết. Mẹ biểu ở nhà với mẹ một chút, nói con bận đi chơi với bạn. Làm sao được. Anh ơi em thương anh lắm, mà cứ làm khổ anh hoài. Làm sao được. Em ơi anh thương em lắm, mà cứ làm khổ em hoài cũng không được. Cho nên thương là nói thôi, là mới cầu thôi. Giờ phải biểu hiện cái tình thương của mình. Cái đời sống văn minh, vật chất nhiều, thế giới càng ngày càng tối tân thì con người càng thích tự do. Có phải không? Thích tự do lắm. Tự do mua sắm, tự do giao kết, tự do đi chơi, tự do ăn mặc, tự do ăn uống. Nhưng mà quý vị thấy cái chữ tự do là gì? Trong cái tự do đó mà nó không có tự do. Giống như cái xứ này nó kêu là xứ tự do không, mà thiệt có tự do không? Có không? Có tự do nhưng mà không có tự do chút nào hết. Cái nhà mình cất xong mà một ổ điện mà không làm đúng cách, CT xuống nhìn cái ổ điện đó làm không đúng cách, dán tờ giấy vô là phải sửa lại. Ở đây mà xây chùa đó, hay là làm những cái business đó, là mình phải nộp lên cho CT một khoản tiền. Nếu mình không trồng cỏ, trồng cây trước cửa nhà mình thì CT sẽ lấy cái tiền đó CT làm. Còn nếu mình mà nạp cái tiền đó lên rồi mà mấy tháng sau mà CT đi ngang mà thấy mình đã trồng cỏ, đã trồng cây rồi thì CT sẽ gửi cái check trả ngược lại cho mình. Phải không? Nhà của mình mà bắt mình phải trồng cỏ, trồng cây. Hồi xưa chùa Trúc Lâm cách đây 13 năm xây xong, CT biểu phải gửi 10.000 lên. Mình phải ký cái check 10.000 lên đưa CT. Sau khi họ tới họ coi rồi họ thấy mình trồng cây cỏ đàng hoàng rồi, họ gửi cái check 10.000 họ trả lại. Thành thử xứ tự do phải không? Nhưng mà cũng chưa hẳn. Thầy quý vị mới thấy là mình, cái chữ tự do là gì? Tự do là theo cái phóng túng của mình. Thí dụ như giờ mình chơi với một người bạn, cha mẹ thấy người bạn đó không được, mình mới nói con có tự do của con. Con muốn chơi với ai chơi, ba mẹ không có quyền để nói. Nhưng mà những cái tự do đó nó chỉ làm cho mình thêm cái đau khổ. Chứ cái chữ tự do mà thế gian thường dùng á, cái tự do đó cái kết quả của nó là hệ lụy, là đau thương, là đắm chìm, là bệnh hoạn, là đổ vỡ, đủ thứ hết. Nhưng mà trong nhà Phật á, có một từ khác hay hơn chữ tự do, an lành hơn chữ tự do, đó là tự tại. Tự tại là sao? Tự tại là giải thoát. Cái tự tại của đạo Phật á, là không có vướng mắc. Ngày xưa có một thiền sư, ngài nói lên cái bái ngài thị phó Đáo Vương Thành, thấy sắc không nhiễm sắc,
nghe âm thanh không nhiễm âm thanh. Âm thanh hình tướng không có bận lòng. Được như vậy thì mình đã tới được thành của Pháp Vương, có nghĩa là cái bảo thành của Phật. Hoa nó tự nhiên bình thường, nó đâu có mê ai đâu, mà người tự mê nó, phải không? Hoa bất mê nhân, nhân tự mê. Tử bất túy nhân, nhân tự túy. Rượu đâu có làm sai người, người tự sai rượu. Thành tự do uống rượu, nhưng mà uống xong rồi thì mất hết tự do, tại vì rượu đó làm chủ mình. Tự do hút thuốc, nhưng mà hút xong rồi cái điếu thuốc có chút xíu à, mình kẹp nó vô hai ngón tay mình, vậy mà nó làm chủ mình hết. Ăn cơm xong không có một điếu thuốc, ngáp tới ngáp lui, khổ ơi là khổ. Quý vị thấy tự do chưa? Còn tự tại nè, ngồi đây mấy ông có phì phà cỡ nào đi nữa, tôi không ghiền là không ghiền, không hút là không hút. Đó là tự tại. Ngày xưa mình tự do hút thuốc, bây giờ mình tự tại với nó, nghĩa là mình bỏ được nó. Pháp Hòa có làm một bài thơ cho mấy ông hút thuốc. Hút thuốc phì phà phải khổ thân, tim gan phèo phổi cháy tiêu dần. Bỏ được nó rồi tim gan mát, khỏi phải tốn tiền được yên thân. Ông nào mà hút thuốc bỏ đi chùa Hải Đức làm tiệc đãi. Tại vì sao? Tại vì mình hút xong rồi mình không còn tự do nữa. Còn bỏ nó được rồi, tự do bỏ nó, mà sau cái tự do bỏ nó rồi mình liền có tự tại. Bây giờ người ta có mời mọc mình, tự tại. Người ta có hút trước mặt mình vẫn tự tại. Quý vị thấy được hai chữ tự do và tự tại chưa? Mà tự tại là gì? Tự tại là giải thoát. Chữ giải thoát đó nó giảng nghĩa cái chữ tự tại, nó đồng nghĩa với chữ tự tại. Giải là mở ra, thoát là vượt nó. Ngày xưa điếu thuốc này nó cột mình, bây giờ mình mở ra được nó rồi, mình giải được nó, mình thoát được nó. Mình cứ cảm thấy trong cuộc sống này không có một người yêu chịu không nổi, nhất định phải có phần nửa của mình mới có phần nửa thôi. I'm looking for another half. Đi tìm thêm một phần nửa nữa. Nhưng mà cái phần nửa đó mất hết tự do. Hồi xưa đi chùa sướng lắm, có cái phần nửa đó rồi cái ràng buộc thứ bảy chủ nhật không được đi chùa. Tại vì phần nửa đó đòi đi shopping hoài, mà không dẫn đi thì phần nửa đổ nát. Trời ơi, không có tự do. Ngày xưa mình có cái thẻ, mình muốn cà giờ nào mình cà, giờ có phần nửa đó phải chia thẻ làm hai, rồi phải keep track nữa chứ. Có cuốn sổ ghi ký cái check nào ra, trong ca băng còn 1000, cái bóp hết 800 còn 200. Em ơi, đi chợ vừa túi tiền nghe. Quý vị thấy cái tự do và cái tự tại. Mình có quyền, mình có cái tự do của mình, nhưng mình phải làm sao mình biến cái tự do thành cái tự tại. Mình cần một cái computer, mình mua xài, nhưng mình phải tự tại với nó. Vì sao? Vì hễ có của là có ngày, xài nó riết nó phải hư, nó phải hoại. Mà nó có hư, nó có hoại, thậm chí nó mất, thì mình cũng biết đó là cuộc đời, không có đau khổ. Có nhiều khi á, mình nói như vậy thì giống như là mình người thờ ơ, lạnh lùng, nhưng không phải. Vẫn duy trì, vẫn bảo hộ, nhưng mà mình biết rồi, cuộc đời này không có cái gì mà nó trường tồn bất biến hết. Cho phải làm sao tâm bất biến giữa vòng dòng đời vạn biến, cho là thương nhưng lòng chẳng vấn vương. Mình thương mình mới cho, nhưng mà không có vấn vương. Vấn vương cái gì? Vấn vương người mình cho. Hồi đó có cái ông đó yêu dữ lắm, yêu nhiều lắm, nhưng mà yêu càng nhiều khổ càng nhiều. Sau thời gian yêu, cái ông hiểu đạo, ông nói tôi yêu nhiều nhưng chẳng được bao nhiêu, thôi từ giả chẳng còn yêu ai nữa.
Giờ ông tự tại lắm, đau khổ lắm rồi mới thốt lên được những lời: thôi rồi tôi chẳng còn tin, bây giờ tôi chẳng còn tin trong nhân gian có kẻ chung tình, bây giờ tôi chẳng yêu ai vì người ta cứ phụ tôi hoài. Bây giờ có tự tại rồi đó. Cho nên quý vị thấy hai cái chữ tự do và tự tại. Tự do theo thế gian thì hệ lụy đau thương, còn tự tại của nhà Phật thì an vui giải thoát. Mình thương người nào đó, mình tự do mà, tự do yêu thương. Nhưng mà cái người đó không làm đúng ý mình, không làm như người mình nghĩ, như mình muốn, thì mình mất tự do. Mình khác xa lắm. Bác là gì? Bác là rộng, ái là thương. Mà cái chữ ái á, là nhất định phải có đối tượng để thương. Cái chữ ái là còn vướng mắc. Bữa nào mà người đó không còn ái mình nữa thì mình đau khổ. Cho nên trong cái chữ ái đó nó còn đau thương. Cho dù cái thương đó nó có rộng, nó có bác, nhưng mà nó vẫn đau khổ. Còn từ bi là gì? Từ bi là bình đẳng. Cái chữ bác ái là có đối tượng nha. Người này dễ thương, tôi thương, thương rộng lắm. Dĩa xôi cũng để dành, chén cháo cũng để dành, miếng bánh cũng để dành. Ái mà. Cho nên mình mới nói trời, cái người đó thương tôi dữ lắm, ăn cái gì cũng chừa tôi hết á. Nhưng bữa nào hết thương đem cất à, đem giấu á, sợ mình ăn ẩu nữa, phải ghi tên lên nữa. Cho nên cái chữ dù là bác nhưng mà nó vẫn còn ái, tức là nó có đối tượng để thương. Mà mất cái đối tượng thương đó rồi thì đau khổ. Cái đạo Phật á, là từ bi. Từ bi là gì? Cứu khổ ban vui mà bình đẳng. Ai cần mình đến, hết cần mình đi, nghèo giàu không có kể. Người ta giàu người ta cũng sống của người ta, chứ mình cũng không hưởng gì. Thành thử ra cái bình thường, cái bình đẳng mà thương của đạo Phật á, thương mà không có phân biệt. Tôi chỉ thương người Việt, hay tôi chỉ thương con cháu tôi. Cho nên cái chữ từ bi bác ái nó khác. Tự tại và tự do nó khác một trời một vực. Tự tại là an vui lắm. Đây nè, mình tự tại trong việc ăn uống. Người ta nấu ngon, mình ăn theo ngon. Lỡ ngày đó người ta không khỏe, người ta nấu dở, mình ăn theo dở. Nhưng mà người có tự tại á, là sẽ biết cách làm cho cái món ăn đó trở nên vừa khẩu vị của mình, không có đau khổ, không bực bội. Lỡ mặn, nặng tí chanh, cho thêm chút nước, nước sôi. Lỡ lạc, thêm tí muối, tí nước tương, miếng đường, miếng chao, có gì đâu đau khổ. Mình đây mà còn không bình thường chứ huống chi nêm nếm. Bữa thì mình lạc, bữa thì mình thích kiểu này, bữa thì mình thích kiểu kia. Còn cái chuyện nêm nếm là cái chuyện người ta làm sao người ta giữ được. Nêm nếm thì có lúc lỡ tay, cái âm ý của mình ở trong mình còn giữ không xong nữa, thì làm sao cái chuyện bên ngoài mình làm được. Cho nên người tự tại phải như vậy. Quý vị nghĩ, trời ơi, tại sao Edmonton giờ này chưa có tuyết? Regina có tuyết, bực bội quá, đạp tuyết chơi cho tức quá, đạp tuyết. Tức quá ở nhà lỗ ráng chịu. Phải không? Thành thử mình phải có tự tại. Nắng mưa là chuyện của trời. Buồn vui là chuyện của mình phải control nó. Mình ở xứ tuyết mà đó, không có tuyết sao được. Thành thử ra phải có cái tự tại. Không có cái gì mà hồi xưa mình cứ trách. Mình trách xong rồi bây giờ mình hiểu ra rồi, có trời mà cũng có ta. Thế mà tu là cội phúc à. Cột trói là dây oan,
Tu là cội phúc, tình là giấy quan. Chữ tu đây không có nghĩa là cạo đầu mặc áo. Chữ tu đây có nghĩa là mình tự tại với nó thì tự nhiên mình có hạnh phúc. Ai mà có tâm hồn nghệ thuật, thích chụp hình, thích quay phim, cảnh giờ này quay phim đẹp lắm đó. Cho nên đối với cái anh mà nghệ thuật á, trời này đẹp. Thấy không? Thành thử được, đâu phải cái chuyện gọi là cảnh này cảnh buồn đâu. Mình buồn thì mình thấy cảnh nó buồn, mà mình bực mình thấy cảnh nó bực. Ngay cả cái công viên buồn mà tượng đá cũng buồn, mà nói vậy sao được. Mình buồn chứ thành thử mình mới thấy công viên nó buồn, tượng đá nó cũng buồn. Đã tượng đá rồi, nhăn thì nhăn từ đầu tới đuôi rồi. Cười thì cười từ đầu rồi, nắng cũng cười, mà nghĩa là cỡ nào cũng cười hết. Quý vị nào đi ra quốc hội của Regina, thấy nữ hoàng Anh ngồi trên ngựa cởi không? Tuyết cỡ nào bà cũng ngồi bà cởi ngựa. Mình buồn quá mình đi ra mình nói trời bữa nay tượng sao thấy buồn quá. Tại mình không có tự tại. Cho nên mình mà có được cái tự tại đó thì mình an vui dữ lắm. Cho Bát Nhã Tâm Kinh mở đầu phải không? Quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách. Bồ Tát tên là Quán Tự Tại. Quán là nhìn sâu, không nhìn sâu thấy rõ làm gì có được tự tại trong lòng. Mà Bồ Tát này, cái pháp tu của Ngài là luôn luôn thấy cái gì, nhìn cái gì Ngài cũng quán hết. Nhìn cho sâu, nhìn cho rõ, để rồi tự tại với nó. Mình có cái tật lên mâm rồi lạc phải không? Cho tôi xin miếng muối, miếng nước tương, nêm cho vừa ăn. Hồi xưa là tháo quát rồi đó, lá sum rồi đó. Bây giờ tự tại lắm. Chỉ cần một chút tự tại đó thôi, người kia liền có hạnh phúc. Cái người nấu có hạnh phúc lắm. Trời ơi bữa nay ổng tu rồi, tôi đỡ khổ quá. Trời ơi bữa nay bà tu rồi, tôi đỡ khổ lắm. Cho nên mình sống là mình phải biết cái đó. Mà cái đó không có thể lấy cái trí năng bình thường mà cảm nhận, phải lấy trái tim ra mới làm được. Tại vì có thương mới làm được như vậy. Có thương mới không làm khổ nhau. Cho nên mình mới thấy nè, con người mà có khi thượng nguyên, có khi trung nguyên, có khi hạ nguyên. Cái ngay cả cái tâm trạng của mình cũng vậy. Có nhiều khi sáng ngủ dậy tâm hồn phơi phới, đi vô gào trong hãng gặp cái bà boss cái mình trung nguyên rồi đó. Hồi nãy mình thượng nguyên, vô tới hãng là trung nguyên rồi. Bắt đầu một lát mà vô làm việc mà bà phán cho vài câu cái mình hạ nguyên nguyên ngày luôn. Quý vị thấy được điều đó không? Cho nên rồi mình cũng đi đứng trong hãng vậy mà không có một chút tự tại nào hết. Tự do đó, nguyên cái hãng đó là mình tự do làm việc, tự do đi tới đi lui, mà thật lòng mình không có tự tại. Ngày xưa Đức Khổng Tử có dạy một câu: kiến hiền tư tề yên, kiến bất hiền như nội tử tịnh giả. Tức là thấy người hiền đức, chữ hiền đó là hiền đức, hiền lành đạo đức, thì tự chúng ta phải nghĩ lại mình coi mình có được vậy chưa. Nếu chưa được phải học cho được cái đó. Gọi là kiến hiền tư tề yên, kiến bất hiền như nội tự tỉnh giả. Thấy người không hiền, tự mình phải cảnh tỉnh mình đừng làm cái việc đó. Cho nên mình thay vì mình ở đời mình lấy cặp mắt của mình nhìn người rồi phán đoán, rồi phán xét, rồi chỉ trích, rồi chê bai, mà hoàn toàn không có học được cái gì hết, uổng lắm. Thay vì như vậy thì chúng ta sẽ lấy cặp mắt này, chúng ta nhìn người mà không một chút phán đoán, chỉ trích, mà hiền, gặp người tốt hay là không tốt đều là một bài học hết. Cái đó mới là người thông minh, người có tuệ giác.
Bây giờ mình có chê người đó cũng vậy, khen họ cũng vậy, mình chỉ trích người ta cũng vậy, mình phán đoán mình đủ kiểu người ta cũng bình thường. Vậy thì tại sao chúng ta không làm một cách khác, để cho chúng ta có thể học hỏi được cái gì ở nơi cái người đó? Thấy người tốt, tự mình nói với mình, ráng tốt giống người đó. Trời ơi, người đó đi tới đâu ai cũng quý trọng quá chừng. Mình muốn được người ta quý trọng không? Thì mình phải học. Còn mình thấy cái người kia đi tới đâu là người ta không thương được, thì đừng có làm kiểu đó. Tại cái kiểu đó, cái người đó sống như vậy mà người ta không thương, thì tự mình cũng sẽ nhắc với mình, mình không làm như vậy. Cho nên mình nhìn người, mình thấy người để làm gì? Để mình học ở nơi người đó. Thí dụ như quý vị biết Mạnh Thường Quân không? Ông Mạnh Thường Quân á, ông có một cái đặc điểm là ông thích chiêu hiền đại sĩ. Ai mà đến với ông á, là ông điều đãi người ta rất ân cần, và không bao giờ ông có một cái tâm gọi là kỳ thị. Người này nghèo mình đãi thường thôi, người kia giàu mình đãi đặc biệt. Thì có một hôm có một cái vị thường khách đó đến, ông đãi cơm thì cái vị này hơi bực, nhó qua cái chén cơm bên kia thì thấy chén cơm bên kia ngon hơn chén của mình, bực quá, nói: ta nghe nói Mạnh Thường Quân lâu nay đãi người bình đẳng, hôm nay ta biết cái này là cái chuyện hư cấu, không có thiệt. Thì ông mới bật đèn lên, mở đèn thêm cho sáng lên. Thì lúc đó nhìn hai chén cơm giống nhau, thì cái người kia mới ăn năn xấu hổ, biết mình đã phán đoán sai lầm. Cho nên cái chuyện gọi là biết san sẻ cúng dường, biết giúp đỡ yêu thương đến những người khốn khó, mình làm được. Thiền sư Nhất Hưu á, ngài có một người đệ tử, ông này là ông tướng. Một hôm mời thiền sư Nhất Hưu tới chơi, đãi trà. Và trong khi mà uống trà như vậy thì ông này có cơ hội để khoe đồ cổ. Ông mang các món đồ cổ ra ông khoe. Khoe xong cái thiền sư Nhất Hưu mới nói: ta cũng có ba món đồ cổ. Thứ nhất là một cục đá của thở khai thiên lập địa. Thứ nhì là một cái chén của một bao nhiêu triều đại đã dùng. Thứ ba là cây gậy của một cao tăng. Ông này nghe đồ cổ vậy thích quá, nói: sư phụ có bán cho con không? Nói: được, ta bán cho ngươi. Nói: dạ, mỗi món nhiêu? Nói: mỗi món 1.000 lượng vàng. Đau lắm, 1.000 lượng vàng nhiều lắm, nhưng mà tại nghe đồ cổ mà đá khai thiên lập địa là quý lắm á. Cho nên rốt cuộc rồi thì quyết định mua. Thì ông mới con ra ngoài cửa, con lấy cục đá chấn cửa đưa cho ông này cho thầy. Ở ngoài sau chùa mình á, cái chén mà thầy hay cho con chó nó ăn á, lấy đưa cho ông. Nhưng cây gậy mà hồi chiều thầy mới mua 10 bạc ở ngoài chợ, ở Walmart. Đem ba món đồ cổ về. Trời, ông tướng này ông thấy ba món đó, chén chó ăn, gạch chém cửa, gậy mua có 10 đồng ở Walmart, là ông bực thấu xương. Tức cái mình quá. Đi tới gặp sư phụ coi tại sao mà sư phụ mà làm chuyện kỳ cục vậy, hỏi cho ra lẽ. Thiền sư Nhất Hưu mới nói: cái thời loạn lạc, dân khổ biết bao nhiêu, tướng quốc dư 3.000 lượng vàng, chẳng những vậy mà còn tâm tình để ngắm đồ cổ à. Tôi đã vì tướng quốc mà làm việc phước thiện cho ông đó, lấy 3.000 lượng vàng bố thí cho người dân. Rồi cái công đức đó đó, tôi đem hết tôi hồi hướng cho ông, lấy danh nghĩa ông làm việc nghĩa, thế không phải nó quý hơn đồ cổ à? Trời, nghe xong quỳ xuống lại sư phụ. Có một ông cư sĩ, vợ thì hà tiện, mà phải nói không phải hà tiện nữa, mà keo, very candy, kẹo đó, kẹo là candy. Ông lên nói: thưa thầy,
giờ thầy có cách nào thầy hóa độ cho bà vợ con? Bà kẹo quá chịu không nổi, kẹo kéo. Thầy nói bữa nào ông dẫn bà vợ lên, bà chỉ mời thầy vô nhà chơi mà kẹo đến mức độ trà không đãi. Cái thì ông thầy không nói gì hết, ông cầm tay về hoài, nắm về hoài. Bà này mới nói bữa nay thầy làm gì kỳ vậy? Ông thầy mới nói nữ thí chủ, thí chủ thấy bần tăng nắm tay về hoài làm sao? Bà nói dị dạng, tự nhiên nắm về hoài. Cái thầy ông thầy cũng xòe ra, nay nếu mà dày hoài sao? Cũng dị dạng, tự nhiên xòe hoài. Ông mới nói vậy bà cũng dị dạng. Thì vài ngày mới giải thích, bàn tay mà nắm hoài coi cũng không được, xòe hoài coi cũng không được, có nắm có xòe là bình thường. Cũng vậy, có tiền phải không? Và có tiền thì mình nên xài, mà xài đúng thì không phải là keo kiệt, mà người biết xài. Khi nào cần hà tiện, cần giữ thì giữ. Cái gì đáng xài mình nên xài, để đừng có dị dạng. Mình có của mà gặp cái lúc đói cơm khổ áo thì nên chia sẻ chút ít cho người, để mình bồi bổ cái phước đó. Mình có phước mình mới được. Mà bây giờ muốn cái phước đó có hoài thì chúng ta phải làm phước tiếp thì mới có nữa. Chẳng hạn như đây, cái ly nước này mà chúng ta chỉ để đó hoài thì không bao giờ châm thêm được nước gì nữa, dù có ngon cực kỳ. Dù quý vị có mang nước sâm hay nước bất cứ nước gì mà muốn châm vô ly này thì không châm được nữa, bởi vì ly này nó đã có nước và nó đầy. Bây giờ muốn không? Uống đi, bỏ bớt ra đi, thì cái ly này nó trống, mình có thể thêm nước khác vô được. Cũng như vậy, của cho rồi của sẽ về. Có cái ông đó, ông mở cửa ra, ông gặp một ông thầy đi lạc đường, đi lỡ đường nửa đêm. Nói dạ thí chủ, bần tăng đi hành khước mà tới đây hết gọi là tối quá mà trời lạnh, xin thí chủ cho bần tăng vào ở đỡ một đêm. Ông nói không được, nhà này của tôi. Ông mới nói dạ không cho ở phải không? Ông thầy nói dạ thôi cũng được, nhưng mà xin thí chủ trả lời cho bần tăng vài câu hỏi, rồi nếu được thì bần tăng xin lui. Ông nói ông này lộn xộn mà, không cho ở rồi đi thì chứ còn hỏi han gì nữa. Nói dạ không, tôi muốn hỏi. Nói thôi hỏi đại đi. Nói dạ trước khi thí chủ ở đây chẳng hay ai ở nhà này. Nói ông thì ba tôi ở, ba mẹ tôi ở. À rồi trước khi ba mẹ ông ở thì ai ở? Nói thì ông nội ngoại tôi ở. Bà ông nội bà nội tôi thì trước ông nội bà nội thì ai ở? Nó thì ông cố bà cố tôi. À như vậy trước đó ông cố bà cố ở, rồi thời gian ông cố bà cố đi, thấy không? Rồi tới ông nội bà nội, rồi tới ba ông, rồi tới ông. Như vậy là của này của tạm. Mình chỉ tạm ở thôi, phải không? Mình chỉ ở tạm mà. Ba ông cố bà cố ở tạm mấy chục năm rồi đi, rồi tới ông nội bà nội. Thôi giờ ông cũng ở có cũng mấy chục năm ông đi, bần tăng cũng ở tạm có một đêm thôi, cho bần tăng vô ở. Thì ông này nghe cũng có lý, có lý, cho nên quý vị mà ông mới vô được ở. Không phải là thiền sư cần cái chỗ ở. Thật sự cái người thiền sư mà tự tại đó ở đâu cũng được, đâu nhất thiết phải ở trong nhà. Quý vị thấy không nè? Nhưng mà bây giờ mình cứ gõ cửa đi, mình xin vô ở, mà nếu gặp cái ông mà ông cho ở thì coi như là mình còn chút phước mình ở đó. Nhưng mà nếu không được thì cũng tùy duyên mà hóa độ. Cho nên cái vị thiền sư đó tùy duyên hóa độ. Thấy cái bão tuyết hay là động đất thiên tai gì đó thì tự nhiên cái lòng mình nó tác động, mà cái lòng mình mà có tác động thì cửa nhà băng mình nó mới mở. Phải không? Thành thử ra mình đi làm vì xin từ thiện đó, đầu tiên hết đó, là mình phải gõ cửa lòng của người ta, mà phải biết gõ mới được. Có nghĩa là mình làm sao khuyến hóa người ta, còn cái chuyện người ta cho bao nhiêu là tùy tâm, không có chê ít chê nhiều. Cái quan trọng là mình khởi được cái lòng từ bi của người khác.
Còn khi nào mà cửa người ta mở, cửa lòng người ta mở rộng thì người ta phát tâm lớn. Nhưng mà mình khuyến khóa người ta. Cho nên trong kinh đó, thuyết pháp có 5 loại thuyết pháp: Phật thuyết pháp, Bồ Tát thuyết pháp, Thanh Văn thuyết pháp, Phàm Phu thuyết pháp và khí giới thuyết pháp. Khí giới thuyết pháp là sao? Thiên tai, nhìn cảnh thiên tai thì thiên tai tự thuyết cho mình bài pháp. Bão lụt, bão lụt là thuyết pháp cho mình. Động đất, sóng thần là những bài pháp cho mình. Thuyết cho mình một bài pháp. À, thứ nhất là bài pháp vô thường, bài pháp về khổ, bài pháp về không. Có đó liền mất đó. Cho nên thấy không? Đi đám tang thấy cảnh buồn mình khóc. Nhưng mà thật sự mình khóc cho mình đó. Ta thấy người nằm đó bỗng thấy lòng xót xa. Ta khóc cho người mất hay ta khóc cho ta? Có nhiều khi mình khóc đó là khóc cho mình, cái thân phận của một con người. Cho nên mình thấy ông Mạnh Thường Quân là tại sao? Vì ông biết chiêu hiền đại sĩ, cho nên nó gặp cơn hoạn nạn ông thoát. Khi mà gặp cái lúc mà chiến tranh á, làng xóm ở nơi chỗ ông ở là coi như bị đốt sạch rồi bị đủ thứ hết. Ông chạy nạn qua cái làng kế bên, người ta phát hiện ra cái ông này là ông Mạnh Thường Quân mà thường bố thí giúp người đây. Cho nên người đãi ông củ khoai, chén nước, chén cháo, tô canh. Quý vị thấy không? Cho nên nhờ biết bố thí mà gặp cảnh cơ hàng mà được ưu đãi. Rồi quý mình mới thấy là vua Quang Trung Nguyễn Huệ ở Việt Nam ta biết được ông Nguyễn Thiếp, tức là chúng ta gọi là La Sơn ẩn sĩ đó, là một người gọi là có học và có đức. Vua Quang Trung Nguyễn Huệ mới gửi cái thư đầu tiên đến. Và trong cái lá thư đó nói rằng lâu nay nghe tiếng phu tử, La Sơn phu tử là một người hiền đức. Nay ta muốn mời La Sơn phu tử để gặp mặt. Vốn là người ẩn sĩ mà, vả lại thì cũng chưa biết Nguyễn Huệ là ai, cho nên từ chối, không ra tiếp. Lần thứ nhì, vua Quang Trung Nguyễn Huệ gửi lần thứ nhì cái lá thư, rồi gửi lần thứ ba. Và trong đó ông có nói rằng không lẽ phu tử không nghĩ đến sinh dân, không ra tiếp tay với tôi để mà cứu người. Lần thứ ba cũng từ chối. Đến lần thứ tư, do một cái dịp đi chinh chiến ghé ngang Nghệ An mới ngừng vô đó, rồi mới đi gửi thư và gửi thiệp đến và cầu được gặp La Sơn phu tử. Lúc đó hai bên mới gặp nhau. Tại sao Quang Trung Nguyễn Huệ mà làm cái chuyện đó? Bởi vì biết ông La Sơn phu tử này là người hiền đức, cho nên mới cầu hiền. Mình làm vua là mình phải cầu hiền, và nhờ La Sơn phu tử giúp mà có được xây dựng lên gian sang sự nghiệp của vua Quang Trung. Rồi một hôm, quý vị mới nhớ là ai mà đọc Tam Quốc Chí, phải không? Thì Lưu Bị 3 lần cầu Khổng Minh, phải không? Mà Khổng Minh không ngó. Nhưng mà tại sao mình lại phải như vậy? Là bởi vì biết Khổng Minh là người có khả năng giúp đỡ cho mình. Cho nên cái chữ biết là gì? Biết cái người nào hiền đức mà chúng ta phải cầu cạnh. Cho nên mình đi, mình sống với nhau, mình biết người nào hiền lành, đạo đức thì mình phải gần gũi để mà chúng ta nhìn lên. Giống như là dây sắn, dây bìm mà leo xung quanh những cái cây cao vậy. Chứ nó đâu có thể nào nó kiếm những cái chỗ nào nó bò.
dây sắn dây bìm là phải tìm những cái cây cao để mà theo đó mà đi lên. Chúng ta cũng vậy, cũng phải tìm những cái người, chúng ta phải biết người như thế nào để chúng ta học hỏi. Còn nếu mà chúng ta biết được cái người đó là cái người không tốt thì chúng ta biết để chúng ta tránh đi, để chúng ta không có lặp lại cái chuyện đó. Có một hôm Tề Hoàng Công hỏi Quảng Trọng: biết được người hiền mà không dùng đến lại là cái dạy thứ hai, dùng đến mà không chuyên là cái dạy thứ ba, chuyên mà có tiểu nhân phá hoại mà không trừ tiểu nhân là cái dạy thứ tư. Cho nên muốn giữ được cơ nghiệp gọi là bá nghiệp thì phải giữ bốn điều. Và thứ nhất, phải biết được người nào là hiền để mình cầu giúp. Phải không? Mà biết họ rồi mà không dùng họ là uổng đi. Mà dùng họ mà cái kiểu như lúc cần mới réo, lúc không cần thì thôi, mà cái kiểu như vắt chanh thì không được. Phải không? Mà nếu có người nào phá hoại cái tình cảm hay là muốn đẩy lui cái người đó mà chúng ta biết mà chúng ta không có nâng đỡ cái người hiền đó mà để cho người hiền bị hại cũng không được. Giống như Tần Cối mà hại ai hả? Tướng gì đó, Giặc Phi. Vua cũng biết đó chứ, biết Tần Cối là người không tốt, nhưng mà cái thế lực của Tần Cối không làm gì được hết, cho nên là người tốt mà bị hại. Cho quý vị mới thấy trong nhà Phật á, Pháp Hòa nói ba chữ đó: tự do, tự tại và biết người. Mà cái biết người á của Nho giáo á là để cho chúng ta tự chúng ta tu thân, là hãy thấy người tốt thì mình phải học theo, thấy người dở thì chúng ta tự nhắc nhở mình đừng làm theo, đó là tu thân. Còn Phật giáo đó, Nho giáo nó dạy vậy là chuyện tu thân. Còn Phật giáo là như thế này: Phật giáo là trước khi nói pháp phải quán căn cơ, mà biết quán căn cơ đó là chúng ta biết người để mà độ người. Đó, cho Nho Phật là như vậy. Nho giáo thì dạy chúng ta biết để chúng ta tu cái thân, sửa cái thân mình. Còn Phật giáo là quán căn cơ của mỗi chúng sanh để mà tùy duyên hóa độ. Mà quán đó có nghĩa là biết rồi. Quán căn cơ là biết cái căn của chúng sanh để mà gì? Để tế nhân độ đời. Còn mình học theo Nho là tự mình để sửa mình. Rồi mình ở phương Tây mình học tự do, nhưng mà cái tự do đó chúng ta cũng phải có quán chiếu, để chúng ta không bị cái tự do nó làm hại đi cái cuộc đời của mình. Mà chúng ta tu theo Phật thì chúng ta thâm sâu hơn là chúng ta có tự tại. Vậy thì hôm nay nhân cái dịp cúng rằm tháng 10, Pháp Hòa trở về thăm đại chúng, thì xin chia sẻ với đại chúng ba cái cách, hay nói là ba cái danh từ mà chúng ta thường nói. Nhưng mà chúng ta nói rồi chúng ta ứng dụng cái chữ đó như thế nào để cái những cái từ mà chúng ta thường ngày chúng ta nói nó trở nên cái cuộc sống của mình. Hễ mà tự do nhiều, nhưng mà thường thường cái tự do đó là gì? Tự do đây là mình không thuộc quyền cai trị của ai hết, mình tự do mình làm. Nhưng mà khi mà tự do đó mà không có tu thì cái tự do nó trở thành ra cái đau thương, cái đau khổ. Thí dụ bây giờ mình nói là tôi tự do ăn uống,
Mà hễ mà tự do ăn uống thì cái kết quả của nó là gì? Tự do bệnh. Bệnh mà không biết từ đâu là tại vì nhiều thứ quá. Phải không? Thành thử ra mình phải biết mình, để mình chọn cho mình một cái món ăn. Mà khi mà chọn được cái món ăn nào nó phù hợp với cơ thể mình rồi á, thì cái món nào nó không phù hợp dù nó ở trước mặt mình thì mình vẫn tự tại với nó. Đó. Cái hay của đạo Phật là ở cái chỗ đó. Bây giờ quý vị biết là mình bây giờ cái bao tử mình nó không khỏe rồi, ăn sầu riêng vô là cả ngày chịu không nổi. Thì bây giờ ai có để sầu riêng trước mặt mình cỡ nào đi nữa thì mình vẫn bình thường, mình tự tại. Không có gì nó rằng không có chiêu dụ mình được. Cho nên mình mà có tự tại được thì mình thảnh thơi lắm. Còn mình mà biết người á, không, mình mà biết được biết người như thế nào rồi thì mình tự mình học hỏi theo cái người đó. Ở Việt Nam mình hay dùng cái từ gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, là nó một cái cách mà để chúng ta ví dụ rất là rõ ràng. Gần người tốt thì mà ảnh hưởng cái tốt, gần người xấu thì ảnh hưởng cái xấu. Hôm nào mà mình đi làm lỡ mà một cái job nào đó, đó mình đi làm mà mình gần cái người mà họ hay nói bậy chửi thề, gần với họ vài tuần cái tự nhiên mấy chữ nó nhiễm vô trong mình, hồi nào mình không hay, rồi cái đụng chuyện cái những cái chữ nó đi ra, lúc đó mình mới giật mình nói ủa hồi nào cho tôi đâu có học mấy cái từ này, tôi đâu có nói mà sao giờ nó lạ vậy. À, bắt đầu quán trở lại mới nói à thì ra tôi đã gần cái người đó. Biết như thế nào à, như Nho giáo Khổng Tử dạy mình vậy đó, không? Kiến hiền tư tề yên, kiến bất hiền, người gặp người không hiền lành, không đạo đức thì chúng ta cũng phải quán chiếu lại. Rồi có những người á, họ vì thông minh quá cho nên rồi họ thành ra một cái khổ là gì? Mục hạ vô nhân. Mục hạ vô nhân là sao? Dưới mắt mình không có ai hết á, vì ai cũng thua xa mình hết á. Cho nên rồi tự mình sao? Một là tự mình ẩn nẫn ở đâu đó, không? Rồi tự rồi tìm tới cái chết của mình. Chết cũng âm thầm, sống lúc sống cũng âm thầm, mà chết cũng lặng lẽ. Rồi còn cái người mà họ coi thiên hạ này không ai ra gì hết thì nhiều khi làm sao? Lấn hiếp kẻ khác, đó cũng tự do đó. Tự do lấn hiếp. Cho quý vị biết là mình sống chung một chùa cũng vậy, ở trong một cái đạo tràng cũng vậy. Mỗi người chúng ta đều có những cái trách nhiệm, cái bổn phận, và ai cũng làm nên cái đẹp của cả một cái đạo tràng, vì ai cũng đến đây bằng cả một đạo tâm. Mà mỗi người một đạo tâm, rồi mỗi người đóng góp một cái đạo tình, thì tự nhiên nó trở thành ra đạo tràng. Cho nên mình có đạo tâm, đạo tình thì tự nhiên mình sẽ có đạo tràng. Thì hôm nay Pháp Hòa về thăm đại chúng và có vài lời chia sẻ với đại chúng qua ba chữ: biết người, tự do và tự tại. Xin chúc đại chúng có nhiều bình an. A Di Đà Phật. Giờ mời quý vị hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Body, speech and mind held in perfect oneness. I send my heart along with the sound of the bell.
May the hearers awaken from forgetfulness and transcend all anxiety and sorrow. Ba nghiệp lắng thanh tịnh gửi lòng May the sound of this bell penetrate deeply into the cosmos. In even the darkest spots, may living beings hear it clearly, so the suffering will ease, understanding arise in their hearts, and they can transcend the path of anxiety and sorrow. Nguyện tiếng chuông này into the cosmos, so that beings, even those in dark places, may hear it and be free from birth and death. May all beings realize awakening and find their way home.